thị trường khí Việt Nam. Tiềm năng hợp tác nông sản gia vị Việt Nam Italy. Giá khí đốt tự nhiên của châu Âu vẫn tiếp tục đà tăng và đạt giảm mức cao mới. Kính chào quý vị, đó là một số tin tức nổi bật sẽ được đề cập trong bản tin tài chính thị trường cuối tuần hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, việc xây dựng hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động kinh doanh khí đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển thị trường khí của Việt Nam. Đây là nhận định của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước tại diễn đàn phát triển thị trường khí Việt Nam. Xây dựng thị trường khí Việt Nam cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Các đại biểu đánh giá, Nghị định của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ quá lỏng và Nghị định về kinh doanh khí đã giúp mở rộng nhiều thành phần kinh tế tham gia. Tuy nhiên do nhiều quy định chưa cụ thể và không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay đã dẫn đến bất cập trong quản lý, giám sát thực thi. Đồng thời vẫn còn hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, quyền lợi khách hàng. Do đó để đảm bảo hoạt động kinh doanh khí cạnh tranh và minh bạch trong thời gian tới, việc hoàn thiện khung pháp lý được Bộ Công Thương xác định cần đáp ứng được các yêu cầu như tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia thị trường, thu hút các nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ số và hoạt động kinh doanh khí. Bên cạnh đó, thiết lập thị trường khí cạnh tranh minh bạch hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập hệ thống phân phối khí gắn kết hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước những biến động thị trường của các mặt hàng năng lượng quốc tế do tình hình bất ổn chính trị trên thế giới, đảm bảo phát triển bền vững thị trường khí của Việt Nam trong thời gian tới. Từ 24 đến 28 tháng 8, Hội chợ quốc tế về ớt và gia vị Prieti lần thứ 11 được tổ chức tại thành phố Prieti, miền trung Italy. Với hơn 160 gian hàng, 450 giống ớt từ khắp nơi trên thế giới, cùng các hoạt động văn hóa ẩm thực truyền thống, sự kiện thu hút hàng trăm ngàn người đam mê ớt từ khắp Italy cùng các du khách nước ngoài. Năm nay, Việt Nam tham gia hội chợ, giới gian hàng được đánh giá cao về mặt chất lượng. Phản ánh của phóng viên tại địa bàn. Phát biểu tại lễ khai mạc với sự tham dự của giới chức chính quyền dùng Lazio, tỉnh và thành phố Rieti, đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng giới thiệu nông sản đàn ngành xuất khẩu nổi trội của Việt Nam. Theo đại sứ, Việt Nam là thị trường lớn có nhiều tiềm năng với gần 100 triệu người tiêu dùng trong nước và có sự kết nối với các thị trường lớn khác thông qua hệ thống 16 Hiệp định Thương mại Tự do FTA hiện có. Trong lần tham dự hội trợ Reality năm nay, Việt Nam đã được đánh giá là nhà cung cấp quan trọng trên thế giới về mặt hàng gia vị. Gian hàng sản phẩm Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan thương vụ tại Italy phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước đã giới thiệu tới các du khách không chỉ các sản phẩm từ ớt mà còn các sản phẩm khác như hạt điều, chè, cà phê, mộc nhĩ, nấm hương, riền sự hiện diện của việt nam cũng như những quốc gia khác tại hội chợ ớt quốc tế là niềm vinh dự lớn sẽ có rất nhiều du khách tới đây để thấy được sự đa dạng của ẩm thực văn hóa xã hội của miền đất này Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, Hải Phòng vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo Tùy viên Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, Min Moon Ki, năm 2022 này, hai nước sẽ nâng khung khổ hợp tác lên tầm toàn diện và Hải Phòng sẽ có thêm cơ hội và đóng góp trong mối quan hệ này đây cũng là mục đích của hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức tại Seoul và tỉnh Gyeonggi. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc tổ chức tại Seoul và tỉnh Gyeonggi, đoàn công tác của Hải Phòng đã giới thiệu các chủ trương lớn của thành phố cũng như các chính sách thu hút đầu tư. Trong cái chuyến công tác lần này, thì chúng tôi hy vọng là sẽ giới thiệu được đến với các nhà đầu tư Hàn Quốc về môi trường đầu tư mới của thành phố Hải Phòng. Hải Phòng đã có những kế hoạch mới cho cái sự hợp tác trong cái thời gian tới đây. Và chúng tôi luôn luôn sẵn lòng hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. Trong những năm vừa qua, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã và đang triển khai 172 dự án tại Hải Phòng. Tất cả các dự án đã triển khai và có kết quả rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng thành phố trong các công việc, như là phòng chống dịch COVID-19, công tác an sinh xã hội. Vì vậy, các hội nghị xúc tiến đầu tư lần này cũng là cơ hội để thúc đẩy các hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu và tiến tới các hoạt động đầu tư trong tương lai. Công ty Bosco chúng tôi đã đầu tư mở nhà máy chế biến thép đầu tiên ở Hải Dương. Chúng tôi tiếp tục kế hoạch đầu tư mở thêm nhà máy thứ hai tại Hải Phòng. Về thủ tục đầu tư, sau khi hoàn thiện hồ sơ, chỉ trong vòng hơn 10 ngày, đến hôm nay chúng tôi đã nhận được giấy phép đầu tư. Tôi thật sự rất cảm kích. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Quỹ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trung tâm Logistics Hải Phòng. Nam Đình Vũ 1 và 2, công ty trách nhiệm hữu hạn trung tâm gia công Bosco Việt Nam, Bosco VNBC, dự án Rams tổng thu hút đạt 150 triệu đô la Mỹ. Hiện Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về cả số dự án và số vốn đầu tư trong tổng số 42 quốc gia và dùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Hải Phòng. Xin chuyển sang phần tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, giá khí đốt tự nhiên của châu Âu trong ngày 25 tháng 8 vẫn tiếp tục đà tăng và lại chạm mức cao mới do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung nhập khẩu từ Nga. Giá khí đốt tại trung tâm giao dịch TTF ở Hà Lan đã tăng lên mức 322 euro 1 MWh. Giá mặt hàng này đã tăng đột biến trong những ngày gần đây do nguồn cung khí đốt của Nga qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 sang thị trường này bị gián đoạn trong khi đó giá điện hợp đồng kỳ hạn một năm ở cả pháp và đức cũng tăng dọt giữa những lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông giới phân tích nhận định giá khí đốt dường như duy trì xu hướng đi lên và điều này sẽ càng khiến cuộc khủng hoảng năng lượng thêm tồi tệ nhiều nước đã lên kế hoạch tiết kiệm năng lượng song các biện pháp cứng rắn hơn có thể sẽ phải được thực thi do trữ lượng khí đốt ngày càng cạn kiệt Trước đó, Nga thông báo sẽ tạm dừng cung cấp khí đốt qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 trong 3 ngày, từ 31 tháng 8 đến 2 tháng 9 để bảo trì. Tuy nhiên, ngay cả khi quá trình này kết thúc, lượng khí đốt từ Nga sang châu Âu qua tuyến đường ống này cũng sẽ chỉ ở mức 33 triệu mét khối một ngày, tương đương 20% công suất trước kia. Cũng liên quan đến thị trường khí đốt, Iran cho biết đã hoàn tất đàm phán với Nga về thỏa thuận mua bán và trao đổi khí đốt Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng dầu mỏ Iran và trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga đang ở thăm Iran. Trong một tuyên bố sau cuộc gặp, Bộ trưởng dầu mỏ Iran thông báo hợp đồng giữa hai bên sẽ được ký kết tại thủ đô Moscow của Nga. Quan chức này cũng cho biết Iran hiện có hợp đồng với Nga về khai thác 7 mỏ dầu và khí đốt. Ngoài ra, hai bên đang đàm phán bản ghi nhớ về mở rộng khai thác thêm 14 mỏ dầu khí tại Iran. Dự kiến, trong hai tháng tới, Ủy ban Kinh tế chung của hai nước sẽ họp tại Moscow để tiếp tục thảo luận về việc mở rộng hợp tác năng lượng, giao thông, thương mại và thể thao. Theo báo cáo mới nhất về xu hướng dịch chuyển công xưởng Mỹ được công bố, hàng loạt doanh nghiệp Mỹ đang ồ ạt đưa các công xưởng từ nước ngoài trở về nước, tạo thêm khoảng 350.000 vị trí việc làm cho người Mỹ từ đầu năm tới đây. Phóng viên tại Mỹ thông tin chi tiết. Theo dữ liệu của Presory INIT, cơ quan nghiên cứu xu hướng dịch chuyển công xưởng Mỹ, đây là đầu các doanh nghiệp đưa nhà xưởng từ nước ngoài trở lại Mỹ lớn nhất kể từ năm 2010. Riêng trong một tháng vừa qua, đã có hơn 10 doanh nghiệp Mỹ cho biết họ định trở lại xây nhà máy tại Mỹ. Giới chuyên gia nhận định, đây sẽ là xu hướng dịch chuyển dài hạn do đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến hàng loạt các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thậm chí tê liệt. Hơn nữa, các chính sách của chính phủ Mỹ khuyến khích doanh nghiệp trở về nước, tạo việc làm tại quê nhà, cũng như cơ chế tính giá xả khí thải đang và sẽ được áp dụng ở nhiều nơi cũng là những lý do để các công ty Mỹ cân nhắc trở về nước. Trung Quốc vừa bổ sung gói biện pháp kích thích kinh tế tổng trị giá 146 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hạn chế thiệt hại do các biện pháp phòng dịch COVID-19 cũng như ảnh hưởng từ khủng hoảng thị trường bất động sản. Gói chính sách mới được Trung Quốc công bố gồm 19 điểm, trong đó gồm 300 tỷ nhân dân tệ dành cho ngân hàng chính sách nhà nước đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. Đây là khoản bổ sung mới cho khoảng 300 tỷ nhân dân tệ đã công bố hồi cuối tháng 6 vừa qua. Các chính quyền địa phương cũng sẽ được cung cấp 500 tỷ nhân dân tệ dưới dạng trái phiếu đặc biệt, các biện pháp được công bố trong cuộc họp chính phủ do thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, trong đó kêu gọi sử dụng các công cụ hiện có trong bộ công cụ nhằm duy trì quy mô chính sách hợp lý một cách kịp thời và quyết liệt, không để các biện pháp kích thích kinh tế được sử dụng tràn lan và lãng phí. Cũng tại cuộc họp chính phủ Trung Quốc cam kết thông qua nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng cũng như bổ sung các biện pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân và công ty công nghệ. Dữ liệu GDP nói trên tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ nền kinh tế đầu tàu thế giới rơi vào suy si thoái. Dù vậy, nhiều nhà kinh tế học cho rằng thị trường lao động Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ do sức mua của người tiêu dùng tăng, đồng nghĩa suy si thoái không lan rộng trong toàn bộ nền kinh tế. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.